Xin chào mọi người Đây là cây xanh quê dáng làng của mình nhé Hôm nay mình sẽ tiến hành đội cho nó mũ nồi nhựa Một loạt mũ nồi nhựa Cách làm là lạ và mới Chắc là chưa có ai làm Mình lần đầu tiên mình thử xem là nó có ra gì không đây mọi người cây xanh ở dáng làng của mình nhá Mình uh, không phải là thợ làm cây Mà cũng không có thường xuyên ở nhà Để làm Cho nên là bao nhiêu năm liền cái cây xanh này Nó cứ ra tay cái thì xong nó, nó mọc nó lại hỏng các bạn ạ Tức là cuối năm nó, nó để mình để nó phát triển tự nhiên nên nó mới hỏng Cái năm nay mình quyết định Mình sẽ tiến hành đội mũ nồi cho nó, thỉnh thoảng cũng bới ra để dập 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 nó xuống để cho nó phẳng, đấy. muốn làm mỗi cái bông này nó nó phẳng thế này, xong dần dần nó nó ấy lên, nhưng mà cái muốn cho cái hệ thống cốt răm của nó phải bay ngang như một số cây đẹp trên thị trường của nghệ nhân mình không biết họ làm nào thì cũng bảo cắt giật mấy cả các thứ đấy nhưng mà để họ có thời gian chăm sóc và họ kéo dây hoặc là uốn dây nhưng mình cũng không có thời gian để kéo dây làm dây cho nên là mình tiến hành theo cái cách làm của mình nó đơn giản mà có khi là lần đầu tiên lần đầu tiên như nào đấy cây xanh dáng làng ấy nha đây là những cái đĩa nhựa các bạn ạ, đây, đĩa nhựa, đĩa nhựa này mình mua ngoài chợ có giá 4.000 đồng. Đấy, bây giờ mình về mình rùi lỗ và mình sẽ úp đội mũ nồi lên mỗi cái bông cây nhá, để cho mỗi cái bông của nó nó bay ngang ra để làm bông. đấy bây giờ mình tiến hành rùi Đấy, nó rủi sắt này các bạn ạ à. Rồi tiến hành chùi nhé Đến đây các bạn nhé Đấy, mình vừa rủi đấy Rủi các lỗ này rồi các lỗ trên cái đĩa nhựa rẻ tiền này để mục đích là nó để cho nó thoáng các bạn ạ. À khóa và cũng là cái khe để mình buộc dây, buộc dây mình vít cành vào đây, vít cành vào đây để nó chụp chụp nó xong cái này chụp lên cây, chụp lên cái bông, bông của cây cây xanh. Chi phí làm theo cái cách này mình nghĩ là rẻ hơn là mua dây sắt để để vít đấy, mua dây sắt để vít thì cũng nó lâu quá, mình lười, mình lười mình lấy cái này mình chụp lên cái mình ép nó xuống, thế là xong thế là để một thời gian là cái để nó định hình được cái, cái các cái cành răm nó bay ngang ra Đấy. thế là giờ, giờ, sáng năm khoảng một năm sau mình tháo ra thì mình cắt Đấy. cách làm uh, lạ lần đầu tiên mình uh, chưa biết cách làm cho nên là uh, cứ thử làm chơi chơi thôi nhá quay video vui giải trí thôi Thế nên là các bạn xem thì cũng tham gia ý kiến đóng góp để xây dựng thôi chứ không nên ném đá mình quá Đấy. vì nhiều người mỗi người có một cái cách làm riêng mình không có cái công để chăm sóc để, để, để chỉnh cành tay cành thì mình làm theo cái cách này Các bạn ơi, đây Sau khi uh, mình uh, Khoan xong này. Đấy Sau khi mình đục lỗ xong ấy nhá Đục lỗ này Đây, để đây cho dễ nhìn này Hai cái lỗ này để buộc dây này Thế Những cái lỗ này là lỗ thoáng này các bạn nhá Lỗ thoáng và cũng là để vít cành Vít cành đều sang các bên Đấy. Thấy chưa? Để úp lên cái cây này. Cây xanh quê dáng làng này của mình thì đã cũng có tuổi đời những nhiều năm phết rồi đấy nhưng mà mình không làm được bởi vì nó cũng không chuyên, nhà chỉ có một cây to này để chơi thôi. Thế mọi năm thì cứ để là để nó mọc năm nào hầu như năm nào nó cũng mọc sum xê các bạn ạ mọc xung xuê ra xong là cuối năm lại cắt thế là nó cứ mọc lung tung và nó phóng lung tung hết tay cành cắt bao nhiêu năm cắt mà nó cũng vẫn chưa ra hình thù gì cả không ra hình thù bông tay gì cả thế là cách đây khoảng 2 tháng mình mới tiến hành là cắt lại cắt đều lại hết Đấy. Và bây giờ nó bắt đầu ra cái lứa mầm cành mới Ra cành mới Và lần này mình Thấy nhiều cái mẫu cây Của các bác làm chuyên nghiệp ấy Rất là đẹp Mà tức là Mỗi cái bông nó đều bằng phẳng Xong là Nó dâm nó đều ra xong cắt giật răm nó nhìn nó đẹp Nhìn bông tay nó đẹp Thế nên mình thì mình không biết là mọi người làm thế nào nhưng mà đa phần chắc mọi người làm à, dùng dây thép để vít cành hoặc à, có thể là uốn cuốn dây thép để uốn. Đấy thì nó mới thành được những cái bông tay đẹp như thế Đấy, mình để đây thì mình không có công làm và cũng không biết cách làm cho nên cũng lười nữa vừa rồi mình quyết định là mua hai chục cái đĩa nhựa hai chục cái đĩa nhựa để về mình đục lỗ rồi xong là mình sẽ úp lên buộc úp lên mỗi cái bông đấy xong là để các cái tay thì mình sẽ buộc vít nó vào cái những cái thành đĩa để cho nó xòe đều xung quanh, tròn xung quanh là thành một cái bông để mình sẽ để như thế này khoảng một năm mình úp này để trong vòng một năm thì sẽ coi như kiểu như các bác uốn canh ấy thì lúc đấy là các cái, cái, cái cành nó đã cứng cáp và nó đã theo cái form vị trí cố định rồi thì lúc đấy mình sẽ tháo đĩa ra và lúc đấy bắt đầu mình cắt lần một, đấy, cắt lần một, thế bắt đầu mới tạo dần dần. Làm cái cách này thì mình tự nghĩ ra nó cũng chưa thấy ai làm cả, thế nhưng mà cứ làm thử xem nó như thế nào mình biết là úp đĩa thì thì úp nếu mà nó kín thì thì nó cái bông tay chỗ đấy là nó sẽ kém sinh trưởng phát triển chính vì thế nên mình đục nhiều lỗ đục nhiều lỗ để cho nó thoáng nó thoát khí và và nó có thể là, là nước nó vẫn có thể là, là ngấm qua đấy được qua những cái khe đấy mua hai chục cái đĩa hết 80 mươi chắc là rẻ hơn tiền dây mình thì không có sức có thể mua dây được nhưng mà không, không có sức để đi vít từng cành hay là hay uốn từng cành Mệt lâu mệt lắm thế là mình thôi mình lấy cái đĩa mình úp lên phát thế là xong thế là cuối năm uh, cắt chả biết nó ra gì hay không nhưng mà thôi cứ làm thử một lần xem sao chứ không à không chăm được là cứ để là nó cứ mọc thẳng lên các bạn Nó cứ mọc Cái mầm nó cứ mọc thẳng lên Thế là cứ quanh năm cắt Cuối năm nó cắt 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 mãi Mà cuối cùng nó chá đâu vào đâu Đấy Đây là người Mình là người chơi thôi nhá Chơi chứ không phải người làm cây Thế nên là tự sáng tác Tự làm Theo nhìn những cái cây đẹp Của mọi người Bắt chiếc làm cái cây dáng làng thôi form kiểu nhà hay là đang nuôi dần dần thôi. Thế nên là cái cách làm nó có thể là không theo độ chuyên nghiệp của các bác nhưng mà nó cũng có cái gì đấy để tạo cho mình một cái cách làm riêng mới mẻ và nó dễ dàng. đấy các bạn nhé. đây ví dụ như cái này là cái bông này, bông của nó. Nhé mình dập xuống xong mình úp cái này lên thế là xong các tay nó bay đều 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 tròn xung quanh đấy các tay bay tròn xung quanh đấy, cuối năm mà mình tháo cái đĩa này ra thì mình cắt cắt giật lúc đấy bắt đầu mới cắt tạo tạo uh, bông đây, ấy, <laughs> đúng là một một loạt mũ nồi các bạn ạ đấy điển hình đây là cái ngọn của nó nhá đấy cái ngọn này mình thấy xem ở trên cây ở trên, trên mạng mọi người quay đấy Ui, lắm cái ngọn, ngọn đẹp thật đấy. đây cái ngọn của mình, mình muốn là cho nó bay này bay 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 đều bầu, bầu bầu, tròn lên này thì bây giờ trước mắt là mình chụp cho nó cái đĩa để cho những cái cành này không bị uốn nó gập xuống mai mốt nó cưng cáp thì bắt đầu mới cắt cắt nếu mình không làm này là nó lại mọc vọt thẳng lên các bạn, nó mọc vọt thẳng lên là đến lúc nó là sang năm nó lại hỏng một lứa, đây, đấy úp hết các bạn, đấy, ở trong nhìn, nhìn hết các tay này, mấy bữa nữa là nó sẽ đều sau các cái cành này nó đi đều hết, đấy đây nha đấy các cái cành tay cành nó đi, đi, đi đều hết đấy cần thiết là mình sẽ buộc vít nhé. buộc vít buộc vít lại vít vào những cái khe này này đấy để làm sao cho nó đều nó đi đúng hướng Đó, chia ra chia đều ra đấy này, này trên này đĩa này nhìn thấy hết ở trong đấy để cuối năm tháo đĩa ra là cái này nó tạo thành một cái mặt phẳng rồi cắt phát tròn này nó lại bật 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 ra giảm bắt đầu cắt dần 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 thế sẽ, dần dần sẽ có một tác phẩm sẽ có một cái bông tay đẹp của mình theo cái cách mình làm mình chơi lạ không mọi người <laughs> lần đầu tiên là chụp mũ nồi bằng nhựa cho cây xanh dáng làng nhá xanh quê dáng làng đấy đây này các bạn nhìn này như cái bông này là nó xè tương đối đều ấy. nhưng nó cứ vống lên vống lên cao cuối cùng hàng năm xong là năm sau cắt lại thấy nó cao quá nó phát triển cao quá lại cắt bỏ cắt bỏ thế lại làm mới từ đầu thế thôi nhìn các cái tay bông răm của các bác mà nhìn đẹp phê lòi ấy. không biết cách làm như thế được thế nên là thôi mình làm cho cái kiểu mới này không biết là có ra gì hay không. Theo các bác làm cây chuyên nghiệp thì theo các bác như thế này liệu nó có ra hồn gì không các bác? Có tương lai không? Mọi người có ý kiến đóng góp thì cho em xin ít bình luận nhá. Ai yêu kênh của em thì đăng ký kênh ủng hộ em để thỉnh thoảng làm cái video quay chơi vui vui cho mọi người xem đấy các bông tay đấy cái xanh sáng làng này của em thì đáng nhẽ là nó ngon lắm rồi đấy nhưng mà chẳng biết cách làm cho nên là cuối cùng là bao nhiêu năm rồi lành quanh nó vẫn là thế đây các bạn nhìn các bạn nhìn này đây cái cái tay này năm trước là nó có hai bông đấy đẹp lắm mà tay nó to này, nếu vừa rồi làm lại phải cắt lại, cắt bỏ, cắt bỏ làm lại, bây giờ mới nuôi cái tay này, đấy. không biết bao giờ cho nó xong, nhưng thôi kệ vẫn phải làm, rồi Đó. một loạt đĩa, nhá. một loạt đĩa, đấy, đấy, xong này xong này, khả năng này sẽ có được cái bông. Bằng phẳng để chơi <laughs> Nhìn hơi lạ mắt Thôi kệ nó Cảm ơn mọi người đã xem video nhá Yêu thương mình thì bấm kênh đăng ký ủng hộ mình nha à, Cây đang làm chưa ra gì đâu Nhưng mà cứ quay video chơi chơi Giải trí mọi người ạ Xin chào cả nhà